ngỡ ngàng với cách sao hoa ngữ chi tiền tỷ để đầu tư cho con cái. Lâm Tâm như dát đồ hiệu cho ái nữ từ bé, sắm trang sức 300 tỷ làm của hồi môn. Triệu Lệ Dĩnh mua ngựa giá chục tỷ cho quý tử cưỡi chơi. Vẫn chẳng đọ lại độ chiều con của Lưu Đức Hoa. Dàn sao hoa ngữ kiếm được nhiều tiền thế nào thì chắc mọi người chẳng bất ngờ nhỉ, như người ta hay ví von thì họ có thể kiếm được 7 tỷ mỗi ngày đó. Sở hữu tài sản khủng nên họ cũng chẳng hề tiếc tiền để đầu tư cho con cái của mình. Chúng ta hãy cùng xem thử họ đã chi tiêu bao nhiêu cho hậu duệ nhé. Lý Liên Kiệt. Lý Liên Kiệt yêu thương hai cô con gái với lợi trí thế nào thì chắc mọi người đều rõ nhỉ. Ngoài việc đầu tư chuyện học hành cho ái nữ để họ thành con nhà người ta trong truyền thuyết, thi đậu vào trường Harvard, Lý Liên Kiệt còn chẳng tiếc tiền để chuẩn bị của hồi môn. Theo cánh truyền thông hé lộ, Lý Liên Kiệt đã chi gần 700 tỷ đồng để xây hai căn biệt thự ở Thượng Hải làm quà cưới chồng cho hai nàng công chúa của mình. Lâm Thanh Hà. Xét về độ giàu có thì Lâm Thanh Hà bỏ xa Lý Liên Kiệt đó. Ngoài số tiền tích góp được từ nhiều năm đóng phim, bà còn nhận được những món tài sản đắt đỏ từ ông xã tỷ phú hình Lý Nguyên. Bởi vậy mà Lâm Thanh Hà chẳng hề tiếc tay khi sắm sửa cho hai cô con gái hình Ái Lâm và hình Ngôn Ái. Theo người ta tìm hiểu thì Lâm Thanh Hà đã tậu căn biệt thự trị giá tới hơn 343 tỷ đồng để làm quà cho hai nàng ái nữ. Dĩ nhiên ngoài món đồ hồi môn đắt đỏ này, Lâm Thanh Hà còn sắm sửa những bộ trang sức châu báu độc nhất vô nhị cho hình Ái Lâm và hình Ngôn Ái. Dương Mịch. Không thể đồng hành bên gạo nếp nhỏ trong quá trình trưởng thành, thế nên Dương Mịch đã mạnh tay chi tiền đầu tư cho ái nữ, chẳng để cô bé phải chịu thiệt thòi về vật chất. Con gái Dương Mịch hiện đang theo học tại ngôi trường quốc tế Victoria, nơi có học phí đắt đỏ nhất xứ cảng quy tụ toàn con của minh tinh hay đại gia. Để con gái được hưởng nền giáo dục tốt nhất, cô sẵn sàng chi đến 900 triệu đồng mỗi năm để đóng học phí đó. Chừng ấy thôi cũng đủ để chúng ta biết Dương Mịch coi trọng gạo nếp nhỏ thế nào rồi. Lâm Tâm Như. Hơn 40 tuổi mới hạ sinh cá heo nhỏ, thế nên Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cực kỳ cưng chiều con gái, chẳng hề tiếc gì với cô bé cả. Nếu chàng Hoắc nguyện bỏ lại sự nghiệp để ở nhà chăm con, thì Lâm Tâm Như lại vung tay sắm sửa đủ thứ cho cô bé. Từ cho con gái dùng túi hiệu hàng chục triệu đồng khi mới 3 tuổi, ăn cháo bằng tô vàng, cho đến sắm sửa bộ trang sức châu báu có giá tận 300 tỷ đồng để làm của hồi môn. Triệu Lệ Dĩnh. Từ cô gái có xuất thân ở nông thôn, việc học chịu ảnh hưởng vì gia cảnh khó khăn, Triệu Lệ Dĩnh giờ đã trở thành phú bà của Cbiz với khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Sự nghiệp càng thành công, cô lại càng thương yêu con trai phải sống cùng nhà nội. Vì lẽ đó mà chỉ cần con trai tưởng muốn, Triệu Lệ Dĩnh sẽ làm mọi cách để đáp ứng ngay. Ví dụ như cô chi đến chục tỷ để mua ngựa có giấy chứng nhận phả hệ làm quà cho tưởng, còn thuê huấn luyện viên riêng cho cậu bé nữa cơ. Lưu Đức Hoa. Xét về độ đầu tư cho con cái, Lưu Đức Hoa xứng đáng đứng đầu cả làng giải trí hoa ngữ đó. Vì muốn con gái Lưu Hướng Huệ thành tài nữ xuất sắc hơn bố mẹ, anh đã chi đến 1.700 tỷ đồng để đầu tư cho cô bé. Từ mua biệt thự giá 667 tỷ để con gái ở sau khi chào đời, cho đến mua máy bay riêng để phục vụ việc đi lại của cô bé, thuê gia sư và cho con gái học ở trường đắt đỏ nhất xứ cảng. Có người bố như thế, bảo sao Lưu Hướng Huệ mới 11 tuổi đã mở triển lãm tranh riêng rồi.